Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, cuốn 22, quyển 41. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm cư sĩ Lâm Tân Gia Ba, thời gian tháng 11 năm 1994. Xin lật kinh bản trang 134, trang 134, hàng thứ ba, từ câu thứ ba bắt đầu xem. Chúng tôi đem kinh văn đọc một đoạn để đối chiếu. Hà đẳng vì ngũ kỳ nhất giả, thế gian chư chúng sanh loại dục vi chúng ác, cường giả phục nhược, chuyên tương khắc tập tàn hại sát thương, địa tương thồn hãm. Từ chỗ này bắt đầu xem phẩm kinh này. Trên thực tế, tức là chánh thọ của ngũ giới, các bạn đồng tu, có nhiều người yêu cầu ở trong giữa pháp hội thọ tam quy ngũ giới. Phần tam quy, chúng tôi có tập sách nhỏ truyền thọ, ngũ giới là một phần khai đạo tối thù thắng. Nếu như chúng ta tỉ mỉ đem nó xem minh bạch rồi, y giáo phụng hành, đây tức là đệ tử ngũ giới chân thật của Thế Tôn. Một tiết ở phía trước nói được vô cùng rõ rệt. Thế Tôn thì hiện tại thế gian này làm Phật, chỉ dạy chúng ta nhất định phải xả bỏ ngũ ác. Nói một cách khác, tức là chỉ dạy chúng ta phải nghiêm trì ngũ thiện. Ngũ thiện nói ở chỗ này tức là ngũ giới. Như vậy mới có thể có được phước báo chân thật. Vậy loại phước báo này trong cuộc sống hiện thực, nó có thể mang đến sự yên ổn cho chúng ta, thân tâm yên ổn, hạnh phúc vui vẻ, cũng là cơ sở niệm Phật cầu sanh tịnh độ của chúng ta. Bởi vì Tây phương thế giới, trong phần kinh văn đại tiểu bản đều nói với chúng ta, nơi đó là chư thượng thiện nhân cầu hội nhất xứ. Nếu như chúng ta ngay ngũ giới đều chẳng thể thanh tịnh, thì niệm Phật cho dù anh có niệm được hết lòng đi nữa cũng rất khó tham dự pháp hội của Tây phương chư thượng thiện nhân. Người ta đều là người thiện, còn chúng ta bất thiện thì làm sao có thể tham dự được.
Vì vậy cho nên trong phẩm kinh này chỗ nói là cái căn bản của căn bản, cái cơ sở của cơ sở, quyết định chẳng thể thấp hơn dưới mức độ này. Vậy chúng ta vãng sanh trong một đời này, vãng sanh thì chẳng có hy vọng. Cho nên các bạn đồng tu phải đặc biệt lưu ý. Hôm nay thì chúng tôi bắt đầu từng đoạn một để giới thiệu. Đoạn thứ nhất là sát sanh ác. Sát sanh là đại ác đấy. Không sát thì đây tức là thiện. Phía dưới đoạn văn này rất dài. Đây là Thế Tôn lòng từ bi vô tận vì chúng ta nói ra chân tướng sự thật của nhân duyên quả báo. Kỳ nhất, đây là đoạn thứ nhất. Thế gian chư chúng sanh loại, câu này bao quát phạm vi vô cùng rộng lớn. Chúng sanh nếu nói rộng, cửu pháp giới đều là hữu tình chúng sanh. Tuy nhiên ở trong đây tứ thánh pháp giới họ là giác mà chẳng mê, họ chẳng thể tạo ác. Trong lục phàm pháp giới, cũng tức là chúng ta nói lục đạo, thiên nhân thì trí tuệ cao, phước báo lớn, cũng chẳng sát sanh. Điều kiện sanh thiên là thượng phẩm của thập thiện nghiệp đạo. Trong thập thiện nghiệp đạo, điều thứ nhất là không sát sanh. Đương nhiên là sẽ không làm ác. Người làm ác sao có thể sanh thiên được? Vậy thì điều này chúng ta minh bạch rồi. Có thể tạo ác nghiệp là nhân đạo trở xuống. Người, súc sanh, ngạ quỷ, còn địa ngục, thật tại mà nói là thọ báo cũng sẽ chẳng tạo tội nghiệp. Nó là việc hoàn toàn đang thọ khổ báo. Vậy đây là nói về nhóm chúng sanh dễ dàng tạo tác ác nghiệp này. Dục vi chúng ác, tạo ác có cái dục vọng. Cái dục vọng này tóm lại mà nói đều là tự tư ích kỷ, hại người lợi mình, đều là cái nhân tố như vậy. Nếu như chẳng phải nhân tố này, đó tức là cái ngu si nghiêm trọng, cũng có thể tạo tội nghiệp. Cường giả phục nhược đều là kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu, cũng như chúng ta thấy các em bé, các em đi bắt chuồng chuồng, bắt bùm bướm, bắt để chơi, mãi đem nó chơi đùa cho đến chết mới thôi. Đây là sát hại đấy. Anh bảo chúng có dục vọng gì đâu, chúng chỉ là chơi đùa mà thôi. Động vật nhỏ, chúng lớn hơn chúng nó, chúng có thể hiếp đáp chúng nó. Đây tức là cường giả phục nhược. Phía bên trong vẫn chẳng có tâm tham, cũng chẳng có tâm sân giận,
là ngu si đấy. Tạo xong ác nghiệp như vậy, thứ ác nghiệp này chúng ta thấy các em nhỏ thường tạo. Nghĩ lại chúng ta lúc còn nhỏ cũng làm những việc này, chẳng biết đã làm bao nhiêu lần rồi. Có tội nghiệp hay không? Đương nhiên là có tội nghiệp. Con vật nhỏ cũng là một mạng sống. Chúng ta đã học Phật rồi, hiểu rõ chân tướng sự thật rồi, mới biết được cái nhân quả lợi hại. Thiếu mạng phải trả mạng, thiếu tiền phải trả nợ, chỗ gọi là báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ, chẳng dứt chẳng liệu. Chúng ta chẳng phải có ý là vô ý, không sai, là cái nghiệp vô ý tạo đấy. Tương lai vẫn thuộc về vô ý để đền trả. Cái nhân gì thì có cái quả báo nấy. Điều này chúng ta không thể không biết. Phật vì chúng ta nói đó toàn là chân tướng của sự thật, chuyển tương khắc đặc. Đây tức là hổ tương đền trả, tức là ý nghĩa này. Đời này anh hiếp đáp họ, đời sau họ hiếp đáp anh, đáp đền qua lại. Thảm hại sát thương, cái này là tàn khốc nhất trong khổ báo. Địa tương thôn hãm, câu sau cùng này đặc biệt là nghiệp nặng nơi trên việc ăn uống. Nhà Phật thường nói chúng ta trong đời này ăn no nửa cân, kiếp sau phải trả no tám lạng. Ngày nay anh thích ăn thịt, đến kiếp sau thì súc sanh kia, cho nên nói người chết làm dê, dê chết làm người. Anh ăn thịt dê, dê chết rồi, kiếp sau làm người. Vậy chúng ta người chết rồi, kiếp sau đầu thai làm dê, lại bị nó ăn, lại bị nó giết, lại bị nó ăn, là sự việc thế đó, ăn qua ăn lại. Sự việc này hoàn toàn tương báo, vô cùng đáng sợ. Phật Pháp tuy trong giới luật chẳng có bảo chúng ta ăn trường trai, trong giới luật chẳng có, trong giới luật chỉ dạy chúng ta ăn tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục này tức là chẳng thấy giết, chẳng nghe giết, chẳng vì ta mà giết, chẳng phải vì ta mà giết. Vậy hiện nay những đồ đông lạnh bày bán trên thị trường đều là thuộc về loại tam tịnh nhục này. Vậy Phật tại sao nói như vậy? Quý vị nhất định phải biết, Thế Tôn năm xưa khi còn tại thế, trong tăng đoàn chẳng có nấu nướng, hằng ngày đều đi ra ngoài khất thực. Trong lúc khất thực, nếu anh nhất định buộc người ta phải nấu đồ chay để cúng dường cho anh, thì chẳng phải khiến người ta phiền phức lắm sao? Cho nên Phật lấy từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Việc khất thực này, người ta cho gì thì ăn nấy. Là phương thức sinh hoạt lúc bấy giờ. Sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, mới có việc nấu nướng trong tăng đoàn. Tập quán của người Trung Quốc, nếu như nhìn thấy đi ra ngoài khất thực là đi xin cơm, là kẻ ăn mày. Người Trung Quốc chúng ta không tôn trọng. Tuy nhiên thời xưa ở Ấn Độ, như hiện nay ở Sri Lanka, Thái Lan,
người xuất gia ra ngoài khất thực, xã hội đại chúng đều vô cùng tôn trọng. Hoàn cảnh tại Trung Quốc, nếu ra ngoài khất thực xin cơm là kẻ ăn xin, chẳng có ai tôn trọng cả. Ngược lại, khiến cho người ta tạo nghiệp. Huống chi, Phật giáo truyền đến Trung Quốc là bậc đế quân Trung Quốc phái đặc sứ đi nghinh thỉnh qua. Đến Trung Quốc với thân phận là đế vương sư, về hoàng đế sao có thể bảo thầy mình đi ra ngoài xin cơm chứ? Làm gì có đạo lý này? Cho nên chỉ ở tại chùa thì sẽ có cúng dường rất tốt. Phương thức sinh hoạt sau khi đã đến Trung Quốc thì hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn là Trung Quốc hóa rồi. Y phục mặc đều là y phục Trung Quốc. Chúng ta mặc loại áo tay rộng là lễ phục thời Hán Triều, gọi là Hải Thanh, là lễ phục của Hán Triều, là của người đi học mặc. Với con người tại gia thì sao? Thì trên y phục có thêu rất nhiều hoa văn đó đại biểu cho thân phận của họ, chẳng phải tùy tiện có thể thêu. Với con y phục của người xuất gia thì trên mặt chẳng có hoa văn, màu sắc thì đơn sơ mộc mạc hơn. Sai biệt là ở chỗ này. Cho nên khi đã đến Trung Quốc thì hoàn toàn là Trung Quốc hóa. Ở Trung Quốc thành bổn thổ hóa rồi. Với còn việc ăn chay của Trung Quốc là do Lương Võ Đế đề xướng. Vua Lương Võ Đế đọc kinh Lăng Già, thấy Phật nói trong kinh: Bồ Tát đại từ đại bi, không ăn thịt chúng sanh. Vua Lân Vương Lương Võ Đế sau khi đọc xong rất lấy làm cảm động, tự mình từ đó ăn trường trai. Ông là vị đại hộ pháp của Phật môn chúng ta, lấy thân phận một quốc vương để hộ trì Phật pháp. Đương nhiên việc phát khởi của cuộc vận động ăn chay tại trong Phật giáo lập tức liền có tiếng vang rất tốt, cho nên học Phật ăn chay trong Phật môn là nét đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc. Hiện nay chúng ta đi khắp nơi trên thế giới, toàn thế giới bất cứ một quốc gia nào Phật giáo không có ăn chay. Chẳng những tiểu thừa đi khất thực không ăn chay, mà chúng tôi đến Nhật Bản, Phật giáo Nhật Bản không ăn chay, Đại Hàn cũng không ăn chay. Cho nên ở ngoại quốc có nhiều quốc gia Phật giáo đều không ăn chay, duy chỉ có Phật giáo Trung Quốc ăn chay. Chúng tôi đi đến các quốc gia Phật giáo khác thăm viếng, chúng tôi thấy họ ăn thịt, lại còn uống rượu, cảm thấy rất lạ lùng. Anh xem Phật giáo Nhật Bản, trước bàn Phật Bồ Tát, những thứ rượu ngon cúng đó đều là rượu ngon, rất nổi tiếng. Họ đem cúng Phật rồi lấy tự uống. Chúng tôi nhìn thấy rất lạ lùng. Họ thấy chúng tôi không uống rượu, cũng không ăn thịt, cũng cảm thấy rất khó chịu. Chúng ta liễu giải những trạng huống lịch sử này thì chúng ta hiểu được việc không ăn thịt chúng sanh quyết định là chính xác. Vả lại, đối với sức khỏe có lợi ích rất lớn. Hiện nay tại Mỹ có rất nhiều người Mỹ hiện nay đều ăn chay. Họ chẳng phải học Phật, họ là vì sức khỏe của thân thể. Cho nên ăn chay đối với sức khỏe có lợi ích rất lớn. Vậy chúng ta hiểu rõ đạo lý này, cho nên mới áp dụng phương thức sinh hoạt này. Tôi 26 tuổi học Phật. Học Phật được nửa năm thì tôi ăn trường trai. Tôi bèn tiếp thụ cái quan niệm này, cảm thấy việc ăn chay đối với chúng ta đích thật là một cách chọn lựa rất hay. Mối oán thù đời đời kiếp kiếp của chúng sanh, chúng ta từ nay trừ bỏ sạch hết, chẳng cùng với chúng sanh kết oán nữa.
không những không sát sanh mà càng tích cực phóng sanh, hộ sanh, không ăn thịt chúng sanh. Nếu như anh nói là không ăn thịt, đối với thân thể sức khỏe có trở ngại, thì anh xem tôi này đã 70 rồi, đâu có kém hơn quý vị. Tôi 26 tuổi học Phật, lúc đó tôi cảm thấy học Phật quá trễ. Thật ra mà nói, càng sớm càng tốt. Đây là sở dĩ ý nghĩa của hai câu kinh văn này vô cùng sâu xa, nhất định phải rõ lý, phải biết chân tướng sự thật. Sự lựa chọn của chúng ta là chính xác. Bất tri vi thiện. Chữ vi thiện ở chỗ này tức là nói giới sắc, trường trai tức là ăn trường chay. Điều này là thiện hạnh. Chẳng biết hành thiện, hậu thọ ương phạt. Hậu là hậu thế, đời sau quả báo ấy thì rất là đáng sợ. Phật ở chỗ này nêu lên vài tỷ dụ rất rõ ràng. Cố hữu cùng khất, đây tức là kẻ ăn xin, xin cơm cùng khất. Họ vì sao có thể thọ quả báo này? Vì sát nghiệp của đời trước tạo đó quá nặng. Cô độc, phàm là phá hoại gia đình của chúng sanh, không thể không thọ báo ứng này. Những cái chúng ta thường thấy nhất, chim nhỏ cũng có gia đình. Anh đi bắt chim này, lấy đi trứng trong tổ, anh phá hoại gia đình người ta, anh làm cho gia đình người ta nhà tan người chết, đời sau anh sanh làm người cũng phải có cái báo ứng nhà tan người chết này. Nhân thế nào thì quả báo thế ấy, quả báo thế nào thì trong đời trước nhất định có nhân duyên, cho nên thành ra cô độc lung manh, ám ác, si ác. Si là ngu si. Thế gian chúng ta người thường gọi là bạch si. Cuồng cuồng tức là hiện nay chúng ta gọi là thần kinh thất thường. Thời nay trong xã hội này thường gọi là bệnh người già, chứng ngu đần đều là thuộc về loại này. Đây đều có quả báo. Trong đời quá khứ chúng ta đã tạo các ác nghiệp này, trong đời này quả báo này có thể miễn trừ được chăng? Có thể được. Nếu anh biết đạo lý, biết phương pháp, hết lòng đi tu học, sức mạnh thiện của anh vượt qua lực lượng của ác nghiệp, thì thiện nghiệp được báo trước. Còn ác nghiệp này không phải không báo, mà ác nghiệp đem đặt ở phía sau, kéo dài ra sau. Cái thiện báo trước. Còn tối thiện thì chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, cái ác phía sau đó thì là vĩnh viễn chẳng báo trở lại nữa. Đây là phương pháp bảo đảm nhất, an toàn nhất, ra khỏi tam giới. Nếu chẳng ra khỏi tam giới, khi nhân duyên tụ hội,
thì quả báo vẫn chẳng thể tránh miễn được. Đó vẫn là một sự việc rắc rối, tức là tránh miễn được nhất thời chẳng thể miễn được lâu dài. Điều này phải nên biết. Đây là nói lên vài cái thí dụ. Giai nhân tiền thế bất tín đạo đức, bất khẳng vi thiện. Đời trước đối với đạo đức họ chẳng tin. Chữ đạo đức này nếu nói theo nghĩa rộng là bao gồm luân lý đạo đức luôn cả trong đó. Nói theo nghĩa hẹp tức là chỉ cho ngũ giới thập thiện của Phật nói. Ngũ giới thập thiện là đạo đấy. Anh tu được cái đạo này thì anh tương lai được thiện quả. Đó tức là đức. Anh bất khẳng vi thiện, anh sở dĩ mới có loại quả báo này hiện tiền. Vậy trở ngược lại mà nói, kỳ hữu tôn quý. Hiện nay trong xã hội, chữ tôn quý này là nói có địa vị, được đại chúng tôn kính, hào phú. Thế gian này của chúng ta như hạng có xí nghiệp phát đại tài, có đại tài phú, hào phú, hiền minh, người này có trí tuệ, thông minh, có đức hạnh, bậc trưởng giả có đạo đức. Điều là hạng này ở Ấn Độ xưng là trưởng giả, không những có tuổi cũng là cao tuổi, còn phải có học vấn, có địa vị, có tài phú, đây mới có thể gọi là trưởng giả. Trí dũng, tài đạt. Bốn chữ này tức là ngày nay chỗ gọi là văn tài võ lược. Trí dũng là thuộc về cái này. Ở thế gian này gọi những loại quan võ này, còn tài đạt là văn tài văn học. Những thứ này đều là quả báo tốt. Người thế gian chúng ta chỗ ước mơ và mong cầu quả báo của loại này, giai do túc thế từ hiếu, tu thiện tích đức sở chí. Nó có nguyên do, chẳng phải vô duyên vô cớ mà có thể có được. Túc thế là không chỉ có một đời, điều này chúng ta có thể tin. Cần phải nên biết, quả báo tốt của đời này có lẽ đều là mấy đời trước tu được. Tu từ bi tâm, tu hiếu kính tâm. Phật dạy chúng ta không chỉ là phải hiếu thuận cha mẹ. Trong Đại Thừa Bồ Tát Giới Kinh nói với chúng ta phải đem cái tâm hiếu thuận cha mẹ đẩy rộng ra, hiếu thuận tất cả chúng sanh. Đây mới là tận hiếu. Cho nên Đại Thừa Phật Pháp là xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo. Chữ này chúng ta phải đặc biệt coi trọng. Nếu như có người nói toàn cả Phật Pháp là nói những gì, có thể nói toàn cả Phật Pháp tức là nói một chữ hiếu. Cái đẹp, cái thiện của văn tự Trung Quốc là trên toàn thế giới, bất cứ một quốc gia dân tộc nào
đều chẳng thể sánh nổi. Văn tự Trung Quốc, văn tự là cái phù hiệu, trong cái phù hiệu này tràn đầy trí tuệ, khiến người thoạt nhìn họ liền có thể lãnh ngộ. Điều này trong văn tự ngoại quốc đều chẳng có. Chữ hiếu là thuộc về hội ý. Anh xem chữ này, phần trên là chữ lão, phần dưới là chữ tử. Ý này là nói đời trên cùng đời dưới là một thể, người Tây phương gọi là có sự ngăn cách của thế hệ. Có sự ngăn cách của thế hệ thì chẳng hiếu, thì hiếu chẳng có. Đời trên vẫn còn đời trên nữa, quá khứ vô thủy. Đời dưới vẫn còn đời dưới nữa, là vị lai vô chung. Triệt thủy, triệt chung là một cái chỉnh thể, cái chỉnh thể của một sanh mạng. Đây là từ trên dọc mà nói. Dọc đã hiểu rồi thì ngang, tức là biển pháp giới đấy. Cho nên cái phù hiệu này đại biểu gì đây? Là đại biểu tận hư không biến pháp giới là một thể. Trong Phật Pháp chúng ta nói đó là gì? Đó là pháp thân đấy. Pháp thân của mỗi một người thì cái phù hiệu này đã hiển thị ra. Cho nên chữ hiếu này là pháp thân. Mười phương ba đời Phật cộng đồng một pháp thân. Nếu anh nói là tận hiếu thật chẳng dễ dàng. Người nào mới có thể đem chữ hiếu này làm được viên viên mãn mãn là thành Phật, thì chữ hiếu này mới được viên mãn. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô manh chưa phá, thì hiếu đạo kia vẫn còn một phần khiếm khuyết, vẫn chưa viên mãn. Chữ này quả thật là đại đạo vậy. Cái đại đạo vô cực. Từ đâu bắt đầu làm? Từ hiếu cha mẹ bắt đầu làm. Nhiên hậu dần dần mở rộng đến tôn trưởng của anh, thầy của anh, lại mở rộng đến thân hữu của anh, lại mở rộng đến tất cả chúng sanh. Lấy đại từ đại bi để thực hiện hiếu đạo. Đây là căn bản của đạo đức. Tu thiện tích đức. Cái gì là thiện, cái gì là ác? Thế Tôn trong bộ kinh này chỉ thị cho chúng ta vô cùng tường tận rõ ràng. Chúng ta từ trên cương lĩnh mà nói, Tịnh Độ Tông là trong tất cả tông phái dễ tu nhất. Phương pháp của nó đơn giản nhất, kinh điển ít nhất, rất thích hợp cho người thời đại hiện nay để tu học. Ngoại trừ tín nguyện trì danh ra, tín nguyện trì danh là chánh tín. Chúng ta trước khi chưa đến Tây phương cực lạc thế giới, vẫn còn ở nhân gian này, chúng ta không thể rời khỏi xã hội, không thể rời khỏi quần chúng. Chúng ta người niệm Phật phải nên cùng đại chúng chung sống như thế nào? Phật dạy cho chúng ta và cái nguyên tắc. Những nguyên tắc này thì gọi là trợ hạnh, chánh trợ song tu. Như đôi cánh của chim, hai bánh của cái xe. Như vậy mới có thể đạt đến nguyện vọng của chúng ta.
Trong cách trợ tu, quan trọng nhất là trong quán kinh gọi là tam phước. Tam phước, câu thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Anh xem tiêu chuẩn này chẳng phải đã vì chúng ta nói ra rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch rồi sao? Chúng ta phải tin, phải liễu giải, phải hết lòng đi làm. Cho nên tam phước thành tựu cơ sở tu hành của chính mình. Cùng đoàn thể chung sống, đặc biệt là tăng đoàn, mọi người khi quy y đã từng niệm qua quy tăng chúng trung tông, anh biết niệm câu này ý nghĩa gì thì nhất định phải biết. Chúng tức là chúng ta ngày nay gọi là đoàn thể. Tăng đoàn là thế xuất thế gian trong tất cả đoàn thể tôn quý nhất, là đoàn thể đáng được người tôn kính nhất. Tại vì sao? Bởi vì nó tu lục hòa. Tu lục hòa kính tức là Thế Tôn dạy cho chúng ta làm sao cùng với đoàn thể đại chúng chung sống. Đây là giới điều trọng yếu. Sáu điều này là kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân. Cái này không thể giảng kỹ. Đây là chúng ta nhập chúng. Một cái đoàn thể có thể làm được sáu điều này thì đại chúng đều có thể tuân thủ. Đoàn thể này là có chư Phật Bồ Tát hộ niệm, Long Thiên ủng hộ. Khoa mục thứ ba là tam học: giới học, định học, tuệ học. Khoa mục thứ tư là lục độ. Khoa mục thứ năm là phổ hiền thập nguyện. Chúng ta trong sinh hoạt ngày thường cùng đại chúng chung sống, sự thế đối người tiếp Phật phải tuân thủ năm khoa mục này. Đây tức là tu thiện tích đức, phải thật sự làm. Thế Tôn ở chỗ này đem những nhân quả này đều về chúng ta khai thị ra một cách rõ ràng. Thế gian hữu thử mục tiền hiển sự, thọ chung chi hậu, nhập kỳ u minh, chuyển sanh thọ thân, cải hình dĩ đạo, cố hữu nê lê, cầm thú quyền phi nhuyễn động chi thuộc. Thế gian hữu thử mục tiền hiện sự, đây là chúng ta mắt chỗ thấy, tai chỗ nghe, thân chỗ tiếp xúc, những sự việc của nhân duyên quả báo này chỉ cần chúng ta bình tĩnh lưu ý đi quan sát, chẳng còn phải nói thêm nhiều nữa. Rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Người tạo tác ác nhân, người tạo tác ác duyên, sau khi thọ chung họ đọa tam đồ, nhập kỳ u minh. U minh là rộng chỉ cho tam đồ, chuyển sanh thọ thân, cải hình dị đạo. Sau khi đã mất đi thân người thì xem trong đời này cái hành nghiệp chỗ tạo tác đó, hành vi của chúng ta
Cái nghiệp mà chúng ta tạo đó, nếu là thiện nghiệp, đương nhiên là tam thiện đạo thọ thân. Nếu là ác nghiệp, thì là tam ác đạo đi thọ báo. Chuyển sanh thọ thân, cái thân thọ đó có khác. Cải hình dịch đạo, trong lục đạo đổi mất, tức là người tạo ác nghiệp đọa súc sanh. Từ nhân đạo đọa đến súc sanh đạo, thay đường đổi đường. Thân người đổi thành thân súc sanh, đây là đã đổi hình, hình dáng khác nhau. Sự việc này, thế gian chúng ta đây thường có. Mấy năm trước, kể lại sự việc này, có lẽ là có đến 20 năm rồi. Có lẽ có đến 20 năm trước, tại Cao Hùng ở Đài Loan, xảy ra một chuyện thật lạ lùng. Tiểu Cảng ở Cao Hùng là một cái thị trấn nhỏ, có cái một cái miếu nhỏ, trong miếu có nuôi một con chó. Chú chó này đối với ngôi miếu này rất hộ trì. Công khóa sáng tối nó đều tham gia. Nhưng lạ lùng thay, vừa mới làm lễ tam quy thì nó bỏ đi mất. Đây là giống cái gì? Giống như lão hòa thượng thái độ cao ngạo rất lớn. Về sau người ta phát hiện chú chó này rất lạ lùng. Có một vị pháp sư nói pháp với nó, biết được có lẽ trong miếu này trước kia vị lão hòa thượng ấy chết rồi đầu thai, tức là nó. Bèn nói với nó rằng, ngươi bây giờ đã chẳng phải trụ trì nữa rồi, ngươi là súc sanh, công khóa sáng tối phải làm xong mới được đi. Không thể lúc làm lễ tam quy rồi bỏ đi nha. Nó quả nhiên nghe lời, từ đó về sau trong khóa sáng tối nó đều làm xong. Sau cùng đi một mình, nhưng chỉ 2-3 tháng sau nó thì nó chết, cho nên linh tánh của nó vẫn còn đó, tức là đời quá khứ của một lão hòa thượng của ngôi miếu này. Quả thật là chuyển sanh thọ thân, cải hình dịch đạo. May thay thiện căn của nó vẫn chưa hoàn toàn diệt mất, vẫn có thể nghe pháp sư khai thị, vẫn có thể tiếp tục đi niệm Phật. Điều này vẫn chẳng tệ. Tôi nghĩ thằng chó của nó sau khi rời khỏi rồi có thể sẽ có quả báo càng tốt hơn. Tuy nhiên nếu lại vừa mê thì là rất khổ. Có hữu nê lê, tức là địa ngục. Có địa ngục, cầm thú, quyên phi nhuyễn động, là súc sanh. Đây tức là có ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, những thứ báo ứng này. Phía dưới là tỷ dụ. Tỷ như thế pháp lao ngục, kịch khổ, cực hình. Đây là tỷ như anh tạo tác tội nghiệp, anh nhất định phải tiếp thọ sự chế tài của pháp luật. Tam ác đạo này thì giống như lao ngục của thế gian vậy. Anh tạo tác những tội nghiệp này, anh phải nên đi thọ lãnh quả báo này. Trong ấy cực khổ cực hình, hình phạt rất nhiều, rất là tàn khốc, vô cùng đau khổ. Hồn thần mạng tinh, tùy tội thú hướng, sở thọ thọ mạng, hoặc trường hoặc đoạn. Đương nhiên khi anh đi đầu thai, chẳng phải cái thân này đi đầu thai. Tục ngữ chúng ta có câu là linh hồn ấy đi đầu thai. Trong Phật môn chúng ta gọi đó là thần thức, người thế gian gọi là linh hồn. Điều này đều là sai lầm, quan niệm sai lầm. Cái hồn đó quyết định chẳng linh. Nếu là linh thì chúng sao có thể đi biến thành súc sanh, biến thành ngã quỷ. Chúng không linh
cho nên cái hồn đó rất mê hoặc, điên đảo, gọi là mê hồn mới đúng. Mê hồn điên đảo đấy mà, chúng chẳng biết chọn lựa. Khổng lão phu tử Trung Quốc, anh xem đây là người của gần 2.500 về trước, ngài trong kinh dịch có nói cũng rất có đạo lý, ngài gọi là du hồn. Cách nói này cùng với Phật pháp vô cùng kề cận, bởi vì cái hồn này có tốc độ rất lớn, nó chạy lung tung, đích thật là du hồn. Trong đại ý nói du hồn vi biến, tinh khí vi vật, cùng với cách giải thích trong kinh điển của nhà Phật về chân tướng của vũ trụ nhân sinh vô cùng kề cận, rất gần. Vì nó đi đầu thai, tùy tội thú hướng, tùy theo tội nghiệp của nó, đến một đạo nào đi đầu thai, thọ mạng chỗ thọ đó dài ngắn khác nhau. Tỉ như trong súc sanh, có những súc sanh thọ mạng rất dài, có những súc sanh thọ mạng rất ngắn. Chúng ta thấy loại phù du trên mặt nước, sáng sanh tối chết, thọ mạng của nó chỉ có mấy tiếng đồng hồ. Nhưng cũng có loại thọ mạng rất dài. Vì trong đạo ngạ quỷ, trong địa ngục cũng khác nhau. Trong địa ngục có căn bản địa ngục, có vô gián địa ngục, đó thì là thọ mạng dài, đó thì quá dài, quá dài, dài đến quá kinh khiếp. Tuy nhiên vẫn còn những thứ gọi là du tăng địa ngục, biên địa trên địa ngục. Cái tiểu địa ngục này thì thọ mạng đó không dài lắm, không dài lắm. Đây là tùy tội nghiệp nặng nhẹ của họ mà thọ báo chẳng tương đương. Tương tùng cộng sanh, cánh tường báo thưởng. Đây là nói tất cả chúng sanh, một cái là mạng, một cái là nợ, hổ tương báo đền, quả là chẳng dứt chẳng liễu. Đây là một việc thật đáng sợ. Cho nên chúng ta chẳng có học Phật thì chẳng rõ đạo lý này, chẳng biết chân tướng sự thật. Ngày nay minh bạch rồi, rõ ràng rồi, những gì chúng ta thiếu của người nhất định phải đền trả, những gì người ta thiếu mình chẳng cần nữa. Từ trên tâm đoạn dứt, chẳng cần nữa giảng tiện. Đòi qua đòi lại rất là khổ não, chẳng dứt chẳng liễu. Chúng ta hy vọng trong một đời này đem nó cả thể đều thanh toán, dứt điểm nó, nhiên hậu mới dễ đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhẹ nhàng thoải mái mà đi vãng sanh, chẳng có một tơ hào chướng ngại. Vậy thì là đúng. Ương ác vị tận, chung bất đắc ly, chuyển chuyển kỳ trung, lũy kiếp nan xuất, nan đắc giải thoát, thống bất khả ngôn. Ương là mối họa ương của anh, cái ác nghiệp của anh tạo tác, anh chưa báo hết, anh còn thiếu cái nợ mạng chưa trả xong, anh làm sao có thể thoát ly lục đạo? Anh ngỡ rằng những oan gia trái chủ gây rắc rối cho anh, người tu hành cũng chẳng được. Chẳng biết quý vị ở đây có bái tam muội thủy sám hay không. Nếu anh có bái tam muội thủy sám, anh xem Ngộ Đạo Quốc Sư kia, 10 đời cao tăng, vẫn có hoàng gia trái chủ chờ đợi trước mặt ông. Ngày nào đó anh phá giới, ngày nào đó anh tạo ác nghiệp, thì lập tức báo phục ngay trên thân anh. Anh mới biết được
Việc này là đáng sợ. Ngộ Đạo Quốc Sư, thực tế mà nói chẳng có cái duyên phần tốt như chúng ta, chẳng có gặp được pháp môn tịnh độ. Gặp được pháp môn tịnh độ này chẳng phải sớm đã vãng sanh rồi sao? Oan gia trái chủ chẳng tìm đến trên thân của ông ta, ông ta chưa thể vãng sanh. Cho nên oan gia trái chủ vẫn cứ ở mãi bên mình, kiên tâm để chờ đợi, chờ đến khi đạo tâm ông vừa thối thì rắc rối liền đến. Trường hợp này còn kể như là tu hành gặp được tôn giả Ca Nặc Ca giúp ông điều giải. Tam muội thủy sám này là do nhân duyên như vậy mà có. Cho nên nói ương ác vị tăng, chung bất đắc ly. Muốn thoát ly lục đạo luân hồi đích thật chẳng phải là việc dễ dàng. Triển chuyển kỳ trung, triển chuyển tức là tạo luân hồi. Ở trong lục đạo luân hồi, lũy kiếp nan xuất. Thời gian này là lấy kiếp để tính. Lũy kiếp, vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp đến nay, chúng ta đều chẳng có cách chi ra khỏi. Tu hành, muốn ra khỏi tam giới, ít nhất phải đoạn kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não chẳng đoạn thì ra chẳng khỏi tam giới. Đoạn kiến tư phiền não khó đấy, khó được giải thoát. Tứ quả A-la-hán mới chỉ ra khỏi tam giới. Cho nên ở trong lục đạo luân hồi là thống bất khả ngôn. Ở trong đó thì là quá khổ vậy. Thiên địa chi gian tự nhiên hữu thị, tuy bất tức thời bạo ứng, thiện ác hội đường quy chi. Mấy câu nói này đơn giản mà nói tức là nhân quả bất hư, tất thọ kỳ báo. Sự việc này chẳng phải có người đang chủ tể, chẳng phải vua Diêm La đang chủ tể, cũng chẳng phải Thượng Đế đang chủ tể. Phật Bồ Tát càng chẳng đếm xỉa những việc này. Nhân duyên quả báo là hiện tượng tự tự nhiên nhiên. Tỷ dụ nói, người làm việc xấu, đã làm một việc xấu, tự mình cảm thấy tâm bất an. Ban đêm có thể nằm thấy ác mộng. Vậy ban đêm nằm ác mộng là ai bảo anh nằm mộng đấy? Ai đang ở đó làm chủ tể bảo anh đi nằm mộng, đi nằm thấy ác mộng? Chẳng có ai chủ tể cả, tự nhiên hữu thị. Cho nên ban ngày có chỗ nghỉ, ban đêm có chỗ mộng, tự nhiên hữu thị. Chẳng có thần minh quỷ thần nào làm chủ tể cho anh. Vậy thì hiện tượng lục đạo luân hồi này cũng là như vậy. Vua Diêm La tiểu quỷ, chúng là người chấp pháp, giống như thế gian chúng ta, cảnh sát quan tòa như để phán tội. Anh không phạm pháp thì họ chẳng dám bắt anh. Khi anh phạm pháp, họ mới chấp pháp, họ mới đến chấp hành. Vua Diêm La và tiểu quỷ đó là kẻ chấp pháp trong đạo ngạ quỷ mà thôi. Anh chẳng phạm pháp thì họ đối với anh chẳng làm gì được. Họ cũng chẳng dám tùy tiện trêu chọc anh. Trêu chọc anh thì họ phạm pháp. Cho nên phải biết đây là định luật tự nhiên. Tuy bất tức thời báo ứng, quả báo trong ba đời có hiện thế báo, có lai thế báo, có hậu thế báo. Hậu thế không nhất định thời gian dài ngắn. Cho nên tạo tác ác nghiệp, cho dù chúng ta hiện tiền chẳng thấy được báo ứng, phải biết thiện ác hội đường quy chi. Tức là khi nhân duyên
tụ hội thì quả báo nhất định hiện tiền. Đây là đoạn thứ nhất. Thế Tôn vì chúng ta nói về quả báo của việc sát sanh. Chúng ta phải biết, phải hiểu rõ. Đây mới thật sự đề cao tâm cảnh giác. Chẳng những không sát sanh, mà từ nay về sau, chúng ta quyết định không ăn thịt chúng sanh. Nhất tâm, nhất ý cầu sanh tịnh độ. Trong đời quá khứ, thiếu món nợ mạng với chúng sanh. Trong một đời này, thiếu món nợ mạng với chúng sanh. Tính đếm không hết, trả không hết. Những oan gia trái chủ này, lẽ nào họ chịu tha cho anh sao? Đâu có đơn giản như vậy. Cho nên chúng ta, người niệm Phật, mỗi ngày tại sao phải tụng kinh, tại sao phải niệm Phật, tại sao phải hết lòng để tu hành, còn phải hết lòng để hồi hướng. Trong kệ hồi hướng, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Đem công đức chính mình tu tập đó cùng họ cộng hưởng. Đây tức là báo đáp họ. Hy vọng họ có thể tiếp thọ, đừng đến gây rắc rối nữa. Tôi thành Phật, đối với quý vị cả thể đều có lợi ích. Trước kia sai rồi, là chúng tôi vô tri, ngu muội vô tri mà tạo ra ác nghiệp. Đây tức là phương pháp điều giải đấy. Nếu anh chẳng phải hết lòng tu hành, họ vừa nhìn thấy anh là giả, anh chẳng phải thật tu hành, họ quyết định chẳng chịu tha cho anh đâu. Nhìn thấy anh tu hành, họ bội phục anh, họ cũng nở mặt. Khi anh thành tựu, họ nở mặt. Cho nên anh phải thật tu. Những oan gia trái chủ này sẽ chẳng tìm đến anh. Nếu tu giả vẫn là không tránh miễn được. Lại xem đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai này là nói về ác nghiệp của sự thâu đạo, ác báo. Kỳ nhị giả, thế gian nhân dân bất thuận pháp độ. Pháp là pháp luật, độ là chế độ. Trái với pháp luật, trái với chế độ, đây gọi là bất thuận pháp độ. Sa dâm, kiêu túng, nhậm tâm, tự tứ. Cái này là nói theo cái ngu si, tham sân si mạng của họ. Mắt tình tạo tác tội nghiệp. Mưu đồ cái vui nhất thời, tạo tác những tội nghiệp này. Cư thường bất minh, tại vị bất chánh. Đây là nói những người có quyền lực, có địa vị. Đây tức là trong xã hội thời nay, chúng ta gọi là tham tàn uổng pháp, tức là lạm dụng luật pháp để hối lộ. Bất minh, tức là không phân biệt thị phi, không thể minh sát xử lý. Tại vị bất chánh, lấy được quyền lực địa vị của họ để tác hoài tác phước, là loại người này hãm nhân oan uổng, vì tự tư tự lợi mà hại kẻ khác, hãm hại tổn hại trung lương. Tại vì sao? Những bậc chánh nhân quân tử này chắc chắn đối với chúng bất lợi, đối với chúng có phương hại. Chúng cần phải vì muốn thực hiện tư dục của riêng chúng, phàm là cùng chúng có chướng ngại, chúng thảy đều đem nó nhổ trừ hết. Cho nên là lợi dục huân tâm đấy,
tổn hại trung lương. Trong lịch sử Trung Quốc chúng ta có một cái gương rõ rệt, đó là Tống Cao Tông giết chết Nhạc Phi. Nhạc Phi có tội gì? Tống Cao Tông có biết ông ta là trung không? Thừa biết, biết trung, nhưng tại sao phải giết ông ta? Đạo lý là nói Nhạc Phi nếu như còn tiếp tục không ngừng, sau khi đem người Kim đánh bại, đem Huy Khâm hai vị hoàng đế đón về, vua Tống Cao Tông trong lòng thoạt nghĩ Huy Tông là cha ta ông ta, đương nhiên là thối vị rồi. Lúc đó hoàng đế là Khâm Tông, Khâm Tông là anh ông ta. Anh ông ta trở về rồi, ông ta muốn làm vua, liệu ông anh có nhường ngôi hay không? Ông ta vừa chợt nghĩ, ồ, vẫn là chẳng cần hai người này tốt hơn, ta tự làm hoàng đế. Còn Nhạc Phi, ngu xì đấy, ông nhất định đi đánh lính Kim, đem hai vị hoàng đế rước về, đó là cây gai trong mắt của Tống Cao Tông. Ông ta sao chẳng giết hắn chứ? Cho nên Nhạc Phi rất ngu si đấy. Nếu thông minh, Nhạc Phi nếu hiểu được tâm lý của Tống Cao Tông thì tốt nhất là về hưu, phải không? Rút về hưu thì là vô sự. Cho nên đây là ngu trung. Tần Cối làm thừa tướng. Sau khi hai vị vua Huy Khâm trở về, chức thừa tướng của Tần Cối nhất định phải nhường cho Nhạc Phi. Chức hoàng đế của Tống Cao Tông phải nhường cho Khâm Tông. Hai người này sao có thể cam tâm tình nguyện được chứ? Thôi được, giết Quách nó đi. Trung, Trung cũng chẳng thể được. Trung cũng đem nó giết Quách. Vì quyền lợi, dục vọng của mình, tổn hại trung lương. Sự việc là như vậy. Quá nhiều, quá nhiều. Cổ kim trung ngoại. Chứ vậy nếu đầu óc hơi định tĩnh một tí thì có thể nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Tâm khẩu các vị, trong tâm nghĩ tưởng đó cùng lời trong miệng thốt ra khác nhau. Cơ ngụy đa đoan. Cơ là nói cơ trá, cái tâm tự lừa lừa người. Ngụy là hư ngụy. Tôn ti trung ngoại. Cánh tương khi cường. Tôn là đối với trưởng bối của mình, đối với thuộc hạ của mình đều chẳng nói lời thật thà. Đều là dùng thủ đoạn gạt gẫm. Sân khỏe ngu si. Dục tự hậu kỷ, dục tham đa hữu, lợi hại thắng phụ, kết phẩm thành thù, phá gia vong thân, bất cố tiền hậu. Những thứ này đều thuộc về đạo tâm. Như tôi khi nãy vừa nói, Tống Cao Tông, đây là đạo tâm. Đoạt lấy ngôi vua của anh mình, chữ đạo này, bất luận anh dùng thủ đoạn gì, chẳng phải đồ của người ta tình nguyện cho anh, anh lấy nó đều gọi là đạo, tức là trộm đạo. Tống Phi Tông vẫn chẳng có truyền ngôi cho Cao Tông. Khi anh đã làm hoàng đế, cự tuyệt hắn, chẳng để hắn về nước, đây là đạo tâm đấy. Cho nên chư vị, từ trong thí dụ này thì anh có thể hiểu rõ phạm vi của chữ đạo này vô cùng rộng lớn. Phật nói trong kinh điển giải thích ý nghĩa của chữ đạo là bất giữ thủ. Vật ấy có chủ, họ chưa bằng lòng cho anh thì anh lấy về, bất luận dùng thủ đoạn gì.
Phía trước có nói là cư thượng bất minh, tại vị bất chánh. Tại địa vị này họ có quyền lực, ngày nay muốn nhờ vào họ làm một việc gì, họ cần hối lộ, thì anh cam tâm tình nguyện đem tiền tặng cho họ. Trên thực tế nào phải cam tâm tình nguyện đâu, bất đắc dĩ mà cho họ đấy, cũng là trộm lấy, cái đó cũng gọi là đạo. Tại vì sao? Vì chẳng phải người ta cam tâm tình nguyện cúng dường cho anh, là anh lấy quyền thế bức bách họ, họ không thể không tặng lễ vật cho anh. Cách này đều là đạo tâm. Đây đều là đã phạm cái gọi là đạo ác đấy. Sân khỏe ngu si, dục tự hậu kỷ, hy vọng tự mình có được lợi ích phong hậu, dục tham đa hữu. Đối với thế gian này, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham mà không chán, lợi hại thắng phụ, đây là nói họ chỗ có được, có lợi có hại, có thắng có thua. Trước mắt thì anh có lợi đấy, có thắng. Tuy nhiên oán cừu kết xong rồi thì quả báo chẳng thể tránh miệng, kết phẫn thành thù. Đến lúc quả báo hiện tiền, phá gia vong thân, đây gọi là hiện thế báo. Những sự việc này trước mắt đều có. Trong lúc họ đắc chí, chẳng thể một đời, khi có quyền có thế, đến lúc họ rớt xuống đài rồi, những người trước kia đắc tội với họ đều đến để gây rắc rối. Đều muốn đến để trả thù. Lịch sử là một tấm gương. Chúng ta trong lịch sử thấy được những nhân vật uy thế cực thịnh một thời, có mấy ai có thể truyền được ba đời? Phần nhiều đến lúc tuổi về chiều đều chẳng đảm bảo, một đời đều chẳng đảm bảo. Con cháu càng chẳng cần nói nữa, quá nhiều quá nhiều. Chẳng biết tu thiện tích đức, tự mình lúc còn đương quyền, có quyền có thế, vào lúc này người có trí tuệ, người thông minh thì là đại tu thiện đức, thì quả báo của họ sẽ thù thắng. Nếu tác oai tác thế, lấy cái này để khinh khi hiếp đáp kẻ khác, vì thì tội ác ghê gớm lắm. Đến cuối cùng thì là phá gia vong thân, bất cố tiền hậu. Chứ tiền hậu này tức là nói nhân quả, tiền nhân hậu quả đấy. Anh tạo nhân gì thì theo sau đó quả báo, quả báo đó đang chờ đợi anh. Quả báo này là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đang chờ anh. Phú hữu khang đích, bất khẳng trí dữ. Phú hữu, thật tài mà nói, là quả báo của đời trước tu bố thí. Tại sao họ có được quả báo tốt lành này lại chẳng chịu tu nhân nữa? Là vì ngu si. Lời Phật nói tu phước không tu tệ. Có được đại phú, họ ngu si, chẳng biết tiếp tục tu thiện nữa, thì cái phước báo ấy đời nay sẽ hưởng hết. Một đời hưởng hết, họ một đời này tạo đó là ác nghiệp. Ác nghiệp thành thục rồi lại phải đọa lạc trở xuống. Nhà Phật gọi là tam thế oan.
đời thứ nhất tu phước, đời thứ hai hưởng phước tạo nghiệp, phước hưởng hết rồi, ác nghiệp thành rồi, đời thứ ba đọa lạc. Tam thế oặc, hoàng uổng đây. Nếu như thật sự hiểu rõ rồi, thật sự biết được những chân tướng sự thật này rồi, ta trong đời này giàu có, hy vọng đời đời đều giàu có, thì anh cứ bố thí tài đi. Tài bố thí thì được tài phú. Tài bố thí là tu nhân, được tài phú là quả báo. Ngày nay trong nhóm đồng tu chúng ta cũng có nhiều người rất giàu có. Tôi đều nói với họ, anh cứ tưởng rằng anh có tài cán, anh kiếm được tiền, sai rồi. Những người tài cán hơn anh khá nhiều, những người có cơ hội tốt hơn anh cũng khá nhiều. Tại sao những người đó chẳng phát tài mà chỉ mình anh phát tài? Là nhờ anh đời trước tu đó. Anh đời trước tu bố thí tài, anh đời này được số tài phú này là có nhất định. Anh trước kia tu được nhiều thì đời này có được nhiều, trước kia tu được ít thì đời này có được ít. Trước kia khi bố thí hoan hoan hỷ hỷ, khoái khoái lạc lạc, thì đời này anh kiếm được tiền cũng kiếm được một cách hoan hỷ khoái lạc, một tí cũng chẳng nhọc tâm. Quá khứ bố thí rất khó khăn, như cắt thịt mình vậy. Ôi chào, đời này anh buôn bán để kiếm tiền, kiếm được tiền đó rất cực khổ. Nhân duyên quả báo, tơ hào chẳng sai, tức là sự việc như thế đó mà thôi. Điều này phải biết, pháp bố thí là nhân, thông minh trí tuệ là quả. Chúng ta muốn có được thông minh trí tuệ phải tu pháp bố thí. Khỏe mạnh sống lâu là quả báo, phải tu vô ý bố thí. Chưa bị biết được trì giới, tức là vô ý bố thí. Tỷ như nói, anh giữ cái giới không sát sanh, những loại động vật nhìn thấy anh không sợ hãi. Vì sao thế? Vì anh sẽ chẳng làm hại chúng. Chúng nó không sợ, chúng nó không khủng bố, không sợ hãi. Anh giữ cái giới không trộm cắp, thì tiền bạc của họ để sờ sờ trước mắt. Người này giữ giới không trộm cắp chẳng sao cả, họ sẽ chẳng trộm của tôi. Họ chẳng có cái tâm sợ hãi, lìa xa khủng bố. Cho nên vô ý bố thí được khỏe mạnh sống lâu. Quả báo thế nào thì nó có cái nhân thế đó. Cho nên khan lận là xả chẳng được để giúp đỡ kẻ khác, chẳng chịu bố thí ban cho. Đây là quả báo của sự bần cùng ở đời sau. Ái bảo, tham trọng, tâm lao, thân khổ. Chữ ái này là tham ái, tham ái vàng bạc của cải của thế gian. Tâm tham rất nặng, họ đều muốn có thể bảo trì giữ lấy. Kỳ thật, cái chi cũng chẳng được cả, đều là ngu si, đều là ở đó nổi dậy vọng tưởng. Người thế gian thường nói, sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi. Họ vẫn chưa chết, cho nên họ vẫn muốn bảo trì. Kỳ thật, mỗi người chúng ta mỗi đêm đều phải chết một lần. Lúc anh ngủ, thật tình mà nói, thân thể của anh bị người ta khiêng đi, anh đều chẳng hay biết. Huống chi là vàng bạc của cải ư? Anh thử nghĩ xem, khi anh ngủ đang nằm mơ, cái nào là của anh? Chẳng có một thứ nào là của anh cả. Phải giác ngộ, phải thật sự biết tu thiền tích đức.
Vật của thế gian này chẳng có một thứ nào có thể được cả, gồm cả cái thân thể của chính anh, đều chẳng thể được cả. Thân thể nếu như có thể được, vì anh có muốn già không, anh có muốn bệnh không? Người người đều muốn 5 năm đều là 18 cả. Tuổi thanh xuân giữ không nổi, tức là thân thể chẳng thể có được. Chẳng có một thứ nào có thể có được, thân thể đều chẳng thể có được, huống chi là vật ngoại thân ư. Cho nên nhất định phải nhìn lạc quan, phải nhìn thấu. Thật sự có thể buông xuống rồi, thì người này được đại tự tại. Đó thật là hạnh phúc khoái lạc đấy. Cho nên việc buông xuống là phải nên buông xuống. Vì sao? Là vì chẳng thể được thì tại sao chẳng buông xuống? Quả nhiên đã được rồi. Nếu anh chẳng buông xuống thì Phật cũng gật đầu, Phật cũng tán thán. Chính vì bởi lẽ anh nghĩ thế mấy cũng đều là không, đều chẳng thể được, một trường trống không. Cho nên Phật dạy chúng ta buông xuống là tuyệt đối chính xác. Vì lý do gì bảo chúng ta buông xuống? Tức là bởi vì anh vốn chẳng thể có được. Cho nên kẻ ngu si, kẻ mê hoặc kia thật là đáng thương, tâm lao thân khổ. Họ ngu si, chẳng được chi cả, mà họ nằng nằng muốn được, thì đây là khổ. Thân tâm đều khổ cả. Như thị chí cánh, vô nhất tùy giả. Đây là đến sau cùng, một hơi thở không hít vào nữa thì chẳng có một thứ nào mang theo được. Tức là chết chẳng mang theo đấy. Thiện ác, họa phước, truy mạng, sở sanh, có một thứ có thể mang đi, đó tức là nghiệp lực thiện ác đi theo anh. Anh trong đời này hành thiện thì phước sẽ theo sau anh, anh có phước báo. Anh trong đời này làm ác thì tai họa theo anh, anh tránh chẳng khỏi phải thọ khổ thọ nạn. Thiện ác, họa phước, truy mạng, sở sanh, bất luận anh đến đạo nào, nó sẽ đi theo anh. Hoặc tại lạc xứ, hoặc nhập khổ độc. Nếu như là thiện, là phước, đó là tốt, thì anh sẽ sanh nơi lạc xứ, anh hưởng phước. Nếu như anh là tạo tác ác nghiệp đa đoan, vậy tương lai anh nhất định vào tam ác đạo mà đi, thọ khổ. Hữu hoặc kiến thiện tăng bán, bất tư mộ cập thường hoài đạo tâm, hy vọng tha lợi dụng tự cung cấp, tiêu tán phục thủ. Đến đoạn này, đây là đem đạo tâm, hành vi của đạo, tức là tâm và hành vi trộm đạo, hiển thị ra vô cùng rõ ràng. Nhìn thấy kẻ khác thiện, kẻ khác có thiện hạnh, thiện sự, thiện phước, họ nhìn thấy khó chịu trong lòng, đố kỵ thành thù hận, muốn tìm cách phá hoại nó, muốn đem lợi ích của nó quy về làm của mình, chiếm làm của mình. Đây là đạo tâm. Thấy thiện, ghét hận, hủy báng, đây là tạo nghiệp rồi. Bất tư mộ cập, họ chẳng biết, chẳng hiểu được, gặp người thiện, việc thiện, phải nên hân hoan ngưỡng mộ. Phải nên biết tùy hỷ, thành nhân chi thiện. Thấy người ta thiện, thấy người ta có chỗ hay, chúng ta nhìn thấy thì lòng sanh hoan hỷ tâm. Đây tức là tu phước, đây tức là tích đức. Nếu như sau khi nhìn thấy sanh đố kỵ, có sân giận, còn muốn tìm cách đi phá hoại,
thì tội nghiệp này tạo rất nặng. Họ chẳng biết một cặp, chẳng biết tu tùy hỷ công đức, thường hoài đạo tâm. Trong mỗi niệm đều có ý niệm của trộm đạo, hy vọng tha lợi, dụng tử cung cấp. Đây tức là muốn tìm phương cách đoạt lấy lợi ích của người khác có được. Chúng tôi ở phía trước có nói đến Tống Cao Tông là làm cách này. Tống Cao Tông cùng Tần Cối đem công lao lợi ích lúc bấy giờ của Nhạc Phi chiếm làm của riêng mình. Tiêu tán, phục thủ, dùng hết rồi, hưởng hết rồi thì làm lại. Lại đi đoạt lấy của kẻ khác. Tội nghiệp này tạo rất nặng vậy. Thần minh, khắc thức, chung nhập ác đạo, tự hữu tam đồ, vô lượng khổ não, triển chuyển kỳ trung, lũy kiếp nàng xuất, thống bất khả ngôn. Họ chẳng có nghĩ đến quả báo theo sau thật quá đáng sợ. Thần minh khắc thức, chữ thức này đọc là chữ, chữ thức này là nghĩa ghi chép, tức là có trời đất quỷ thần, anh đang tạo tội nghiệp thì trên sổ sanh tử của họ đều ghi vào cả, là ý nghĩa này. Chỗ gọi là bên cạnh vua Diêm Vương có vị phán quan, tức là ghi chép sự thiện ác của một đời người. Thần minh, chỗ này tức là những vị phán quan, họ ghi chép tất cả, một việc cũng chẳng sót. Vì đây là từ trên sự mà nói. Nếu như từ trên lý mà nói thì sao? Trong lương tâm của anh chẳng có cách gì tiêu diệt cái tội nghiệp này. Đây là từ trên lý mà nói. Chung nhập ác đạo, kết quả của anh quyết định đọa tam ác đạo, tự hữu tam đồ, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Cứ xem tội nghiệp anh tạo đó là nhẹ hay là nặng, tương lai anh phải đến đạo nào để đi thọ tội. Điều này chúng ta phải cảnh giác, phải thật sự bừng tỉnh. Tại thế gian này, cho dù chúng ta đương hưởng phước, hưởng được mấy ngày, của cải bất nghĩa không nên có được, mà chúng ta dùng thủ đoạn không chính đáng đi đoạt lấy, cho dù hưởng thụ được 100 năm đi, người sống đến 100 tuổi không nhiều, anh phải đọa lạc đến tam đồ. Quả báo đó thật là ngàn ngàn tuổi, vạn vạn tuổi đi nha. Thật tại không đáng như vậy. Tại sao chẳng chịu cắn chặt răng mình sống cho qua ngày tháng cực nhọc vài năm, tương lai vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới, được vô lượng thọ, khoái lạc không chi sánh bằng, hà tất phải tạo tội nghiệp này? Đây là Thế Tôn tại trong kinh này nhiều lần bảo chúng ta phải thâm tư, phải thục kế,
phải suy nghĩ cho đàng hoàng, phải tính toán đàng hoàng kỹ lưỡng. Đây quả là được chẳng đủ, bù chỗ mất, quyết định không thể làm. Lợi ích quá ít ỏi, nhưng hậu quả quá khổ, quá khổ. Đây là nói về cái ác của sự thâu đạo. Nhân quả báo ứng đều vì chúng ta nói ra hết. Đoạn thứ ba là nói về cái ác của dâm dục. Kỳ tam giả, thế gian nhân dân, tương nhân ký sanh, thọ mạng kỷ hà. Đây là Thế Tôn vừa mở đầu liền đem chân tướng của thế nhân vì chúng ta nói ra rồi. Thế gian nhân dân, tương nhân ký sanh, chữ tương nhân là hỗ tương nương tựa nhau. Con người đích thật chẳng thể độc lập sanh tồn tại thế gian này. Anh xem ba bữa ăn của chúng ta, có bao nhiêu người ở đó kinh doanh cung cấp cho chúng ta? Anh nông phu canh tác, chúng ta mới có lúa thóc. Trồng rau cải, chúng ta mới có cải này để ăn. Những thứ dầu muối tương giấm bột ngọt, bao nhiêu công nhân công xưởng đang làm việc. Còn quần áo chúng ta mặc, bất luận là gòn, bất luận là tơ, bất luận là thành phần hóa học hiện đại, bao nhiêu công nhân đang ở đó đổ mồ hôi. Phật hiểu rõ ràng, minh bạch. Chúng ta sống trong thế gian này, bao nhiêu người đối với chúng ta có ân đức, chúng ta làm cách nào để báo đáp họ? Tương nhân ký sanh, hổ tương chi viện đấy mà. Thiếu một cành nghề nào đều chẳng được. Điều này thì giống như là tự nhiên sanh thái, thiếu đi một ngành nghề đều chẳng được. Thọ mạng kỷ hà, chúng ta ở tại thế gian này có thể sống được mấy năm? Thật tại là chúng ta cùng vua Diêm La đâu có ký khế ước gì. Một hơi thở không còn nữa thì một đời qua rồi. Phật trong kinh nói với chúng ta, mạng người ở giữa sự hô hấp. Đây đều là nói lời thật. Cho nên nhất định phải biết cảnh giác. Lấy thời gian có hạn của chúng ta, để đi tu tích công đức cho đàng hoàng. Nhất là gặp được pháp môn này. Pháp môn này thật tại khó gặp được. Gặp được pháp môn này, nói một cách khác, anh có cơ hội siêu việt lục đạo luân hồi. Anh có cơ hội một đời thành Phật làm tổ đấy. Chẳng gặp được pháp môn này, chẳng gặp được kinh điển này, thì anh chẳng gặp được cơ hội này.
tạo lục đạo luân hồi theo tình thì tha thứ được, có thể tha thứ. Nếu gặp được cơ hội này mà vẫn đi tạo lục đạo luân hồi thì đây không thể tha thứ. Cho nên nhất định phải đề cao cảnh giác. Phía dưới nói, bất lương chi nhân. Bất lương tức là bất thiện, chúng ta thường gọi là người ác. Phật nói chuyện rất hàm xúc, chẳng nói người ác mà nói bất lương chi nhân. Thân tâm bất chánh, thường hoài tà ác. Chữ tà này tức là nói tà dâm. Thời nay, cái xã hội này, luân lý đạo đức mọi người chẳng nói đến. Xã hội xưa kia bảo thủ, mọi người đều thủ lễ. Hiện nay cởi mở, tự do cởi mở. Bởi thế nên hiện tượng này trong xã hội này vô cùng phổ biến. So với trước kia chẳng biết tăng trưởng hơn bao nhiêu lần. Nên thế gian này làm sao có thể chẳng loạn được chứ? Điều này có thể nói là căn nguyên của xã hội động loạn. Thường niệm dâm dật, phiền mãn phung trung, tà thái ngoại dật. Hai câu này là hình dung tâm dâm rất mạnh. Đây là phiền não, dục vọng như lửa thiêu chẳng khác. Phí tổn gia tài, đây là nói kẻ lãng tử. Ăn uống chơi bời cờ bạc là đứa con phá của. Sự vi phi pháp, sự việc này quyết định là phạm pháp, quyết định là trái với lễ nghi, là không hợp lý, là phạm pháp, trái với luân lý đạo đức. Sở đương cầu giả, nhi bất khẳng vi. Đương cầu là chúng ta thủ lễ, thủ pháp, họ chẳng chịu làm. Họ vẫn làm những việc xấu xa này, muốn đi làm những việc tà ác này. Hữu hoặc giao kết tụ hội, hưng binh tương phạt, công kiếp sát lục, cường đoạt bức thiếp, quy cấp thê tử, cực thân tác lạc, chúng cộng tán yểm, hoạn nhi khổ chi. Đoạn lời nói này e rằng các bạn đồng tu thông thường chẳng lý giải dễ dàng lắm. Đọc thuộc lịch sử thì anh sẽ hiểu rõ ý này của Phật chỗ nói. Vào thời xưa Trung Quốc nhiều cuộc chiến tranh đều là bởi tham đồ nữ sắc mà dẫn khởi. Quốc phá gia vong, vua trụ là một thí dụ, châu Âu vương là một thí dụ.
trong lịch đại nhiều ít. Chỉ cần đã phạm sự việc này, chẳng phải mất nước, thì có lẽ cũng gần như vậy. Đường Minh Hoàng, chư vị đều biết, vì sủng ái Đường Quý Phi cơ hồ gần mất nước. Nhờ bởi một người tốt là Quách Tử Nghi. Nếu chẳng có Quách Tử Nghi, bình định được An Lộc Sơn, thì triều nhà Đường sẽ chẳng còn. Là vì cái gì? Vì Dương Quý Phi. Khi Mãn Thanh nhập quan, Ngô Tam Quế tiếp dẫn quân Thanh. Vì cái gì? Chẳng phải vì bảo vệ quốc gia, là vì yêu cô Trần Viên Viên, đều là vì đàn bà. Đoạn này là nói những sự việc này, giao kết tụ hội, hưng binh tương phạt, công kiếp sát lục, cường đoạt bất hiếp, quy cấp thê tử, là đi làm những sự việc này. Trong lịch sử Trung Quốc chúng ta có, lịch sử ngoại quốc cũng có. Hiện tại trên xã hội này, tình hình của loại này quá nhiều, quá nhiều. Tuy nhiên họ chẳng có uy quyền cao như vậy, chẳng có tổn hại lớn như vậy. Hàng ngày chúng ta từ trên báo chí thấy được, hàng ngày trong tin tức thấy được. Mang đến sự bất an cho xã hội. Chỉ cần phạm rồi, mặc dù chẳng phải nhà tan người chết, mang đến cho chính họ, mang đến cho rất nhiều người bị thọ hại. Hại người quyết định chẳng phải chỉ hại một người, hại một người họ còn có thân thuộc, còn có cha mẹ, thậm chí còn có con cái gia đình của mình. Vậy điều này chúng ta ở trong xã hội ngày nay đích thật là vô cùng phổ biến thấy được. Chúng cộng tấn hiểm, chữ chúng cộng là xã hội đại chúng, thấy được những hành vi này đều chán ghét họ, chẳng thích nhìn thấy, hoạn khi khổ chi. Mang đến cho xã hội sự bất an định, mang đến cho đại chúng sự ưu hoạn, mang đến đau khổ, tội nghiệp do tổn hại tạo nên thì nặng rồi. Vậy thế gian những người tạo tác tội nghiệp này, họ có thể chẳng nghĩ đến, họ chẳng có nghĩ đến tầm vóc thương hại lớn như vậy, thương hại có thể sâu như vậy, họ chẳng nghĩ đến. Đây là ngu si mộng muội, chẳng có trí tuệ. Như thế chi ác, đây là chỉ cho tà dâm. Trong tà dâm có thể dẫn khởi trộm đạo, có thể dẫn khởi sát hại. Tuy nhiên, cái nguyên nhân căn bản kia là vì tà dâm, cho nên nó cả thể đều quy ở dâm ác, quy ở trong cái này, vì cái động cơ này tạo tác tội nghiệp vô lượng vô biên. Trước ư nhân quỷ, chữ trước này là hiển trước, người nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, quỷ thần cũng nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Thần minh ký thức, tự nhập tam đồ, đây là nói quả báo tương lai, nhất định được cái báo ứng của địa ngục ngạ quỷ súc sanh.
Vô lượng khổ não triển chuyển kỳ trung, lũy kiếp nan xuất, thông bất khả ngôn. Quả báo cùng với cái ác phía trước chỗ tạo, sát sanh trộm cắp chẳng có khác nhau, rất là nghiêm trọng. Xin xem tiếp đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư là nói về cái quả của vọng ngữ cùng với sự báo ứng của nó. Kỳ tứ giả, thế gian nhân dân bất niệm tu thiện. Chữ thiện này là chỉ cho khẩu nghiệp, thiện nghiệp của miệng, lưỡng thiện, ác khẩu, vọng ngôn, ý ngữ. Lưỡng thiện là khiêu khích thị phi. Ác khẩu là lời nói thô lỗ. Làm tổn thương tôn nghiêm của người ta. Vọng ngôn tức là vọng ngữ, để tâm gạt người, lừa gạt người. Ý ngữ cũng là gạt người, tuy nhiên ngôn ngữ nó dùng đó là hoa ngôn xảo ngữ. Nếu anh chẳng có trí tuệ, chẳng có khả năng biện biệt, họ nói rất là hay, thường thường bị mắc lừa. Phạm vi của ý ngữ bao quát vô cùng rộng. Giống như hiện nay, trên nhiều quảng cáo, chúng ta gọi là quảng cáo màu vàng, quảng cáo màu xám, những loại này như âm nhạc, điện ảnh, ca kịch, chỉ cần là nội dung dụ người ta đi làm sát đạo dâm vọng đều gọi là ý ngữ. Phạm vi của nó bao quát rất rộng, rất rộng. Tạo tác tội nghiệp thì là vô cùng nặng, bởi vì nó ảnh hưởng cả cái xã hội, dẫn dụ xã hội nhân tâm. Tăng tật thiện nhân bại hoại hiền minh. Những người vọng ngữ này đối với người tốt, người hiền thiện, họ chẳng những chẳng tôn kính, họ còn đố kỵ, làm hại người ta, tìm biện pháp phá hoại họ. Bất hiếu phụ mẫu, khinh mạng sư trưởng, đây là đạo lý nhất định. Giả như họ hiếu thuận cha mẹ, tôn sư trọng đạo, thì quyết định sẽ chẳng vọng ngữ. Tại vì sao? Là vì tiếp nhận sự chỉ dạy của cha mẹ sư trưởng. Làm gì có cha mẹ sư trưởng dạy đệ tử đi gạt người? Chẳng có việc này. Đây là ngay cả cha mẹ sư trưởng đều lừa gạt cả, đều chẳng tôn kính, khinh mạng sư trưởng, bằng hữu vô tín. Những hạng người này trong xã hội, trong tâm mục của họ chỉ có lợi hại. Chỉ cần đối với họ có lợi thì chẳng có việc ác nào chẳng làm. Nếu chẳng có lợi thì họ hoàn toàn bài xích. Cho dù là cha mẹ sư trưởng, gia thân quyến thuộc, họ cũng chẳng nhận ra. Họ chỉ biết tham đồ hưởng thụ, tham đồ lợi nhỏ trước mắt. Nang đắc thành thật, thành thật họ chẳng biết đây là sự việc gì đây.
tôn quý, tự tại, vị kỷ, hữu đạo. Đây tức là kiêu mạn. Cái ngạo mạn từ giữa vọng ngữ lừa gạt kẻ khác mà sinh ra. Loại mạn này trong Phật pháp gọi là ti mạn. Thực tại mà nói, từ trong tự ti cảm này sanh cái ngạo mạn rất mãnh liệt, tôn quý tự đại, vị kỷ hữu đạo. Câu này trong Phật pháp gọi là đại vọng ngữ. Đại vọng ngữ Phật trong giới kinh nói với chúng ta, quả báo là tại A Tỳ địa ngục. Tại vì sao? Bởi vì họ phá hoại tam bảo. Người học Phật bất luận tại gia xuất gia phải trì giới, phải chân thành. Lấy Phật pháp đi lừa người thì tội ấy lớn đấy. Lừa những người nào vậy? Lừa những tín đồ rất thật thà, rất cung kính thành thật. Tín đồ chẳng có hoài nghi, thấy anh là đại thiện tri thức, anh là đại pháp sư, anh là đại đức cư sĩ trưởng giả, họ đối với anh tin tưởng. Nếu anh giữ lấy tâm thâu đạo, giữ tâm lừa gạt thì tội anh nặng rồi. Những hạng người này tuyên bố ra sao? Họ tuyên bố chính họ đã đắc đạo rồi. Hiện nay trong xã hội này, chúng ta thường thường nghe thấy, tôi đều thường thường nghe thấy, có người cho tôi hay, người nào đó nói họ là Bồ Tát gì đó tái lai, họ là Phật gì đó tái lai. Ồ, người tái lai sao nhiều quá như vậy? Trong Phật môn chúng ta đích thật có người tái lai. Tuy nhiên người tái lai đó một khi thân phận vừa lộ thì liền đi ngay. Nếu như thân phận lộ ra rồi mà vẫn còn đó đi, chưa đi, đây là điều quái lạ. Trong Phật môn, chư quý biết được, Vĩnh Minh Duyên Thọ Đại Sư là người tái lai, là A Di Đà Phật tái lai. Điều này trong lịch sử có ghi chép. Tuy nhiên người ta thân phận vừa lộ ra thì liền đi mất. Xưa kia chùa Quốc Thanh, núi Thiên Thai có Phong Can, Hàng Sơn Thập Đắc là người tái lai. Người ta thân phận vừa lộ ra cũng đi ngay. Từ trước đến nay chưa từng nghe nói qua một người nào thân phận lộ ra rồi mà không chịu đi, chưa thấy qua. Nhưng bây giờ nhiều lắm. Rốt cuộc là thật là giả, anh tự mình đi biện biệt. Chúng tôi chẳng cần nói nữa, anh tự mình đi biện biệt đi. Vị kỷ hữu đạo, đây là đại vọng ngữ đấy. Chưa được thiền định, nói đã được thiền định. Chưa khai trí tuệ, nói đã khai trí tuệ. Ôi chào, đây là rất nhiều, rất nhiều. Tôi giảng kinh ở Los Angeles, đó là mấy năm về trước. Ở Los Angeles có 5 thanh niên. Tôi nghe người ta nói 5 người thanh niên này đều khai ngộ cả. Tây Tạng có một số lạc ma Nhân Ba Thiết ở trên ấy hoằng pháp, thọ ký cho 5 người này, thọ ký chứng minh họ đã khai ngộ. Tôi ở bên đó giảng kinh, sau khi giảng xong họ đến tìm tôi, cũng muốn hỏi tôi để nói họ có khai ngộ không. Tôi đều nói lời thật. Tôi nói các anh chưa khai ngộ.
Họ liền rất tức giận, nói: Phật sống nhân ba thiết đều nói tôi đã khai ngộ rồi, sao thầy nói tôi chưa khai ngộ? Tôi bèn nói: tôi chưa khai ngộ, anh đến hỏi tôi thì anh nhất định chưa khai ngộ vậy. Anh đã khai ngộ còn đến hỏi tôi sao? Thế gian là có những chuyện quái gở như vậy. Đúng là chuyện quái gở. Cho nên tôi không nói vọng ngữ, tôi nói lời thật. Đây là lừa gạt người, tự gạt gạt người, hoành hành, oai thế, xâm dịch, vu nhân. Cho nên hoành hành bá đạo, xâm phạm kẻ khác. Dục nhân quý kính, bất tự tàm cụ. Mục đích của họ, thật là mình nói rất là đơn giản, tức là hy vọng kẻ khác đối với họ cung kính, cầu danh văn lợi dưỡng. Hơn nữa là cái xã hội hiện nay chẳng kẻ thủ đoạn, cái gọi là đề cao độ nổi tiếng, làm những việc này, đây đều là vọng ngữ ác, chẳng biết hổ thẹn, chẳng sợ nhân quả báo ứng, nan khả hàng hóa. Phật Bồ Tát đối với những người này cũng chẳng có biện pháp dạy dỗ dắt dẫn họ. Tại vì sao? Vì chẳng chịu tiếp thọ, chẳng chịu học cái tốt, thường hoài kiêu mạn, lai kỳ tiền thế, phước đức dinh hộ. Họ hiện nay sống cuộc sống rất được, chẳng tệ, hình như có vẻ rất có phước báo. Nguyên nhân gì vậy? Trong đời quá khứ tu đó phước báo lớn, cho nên trong đời này cái tội nghiệp tạo tác đó, quả báo ác chưa hiện tiền. Họ hiện tại đời này, chỗ họ thọ đó là phước báo của đời trước tu được. Nhà Phật thường nói: dục trì quá khứ nhân, kim sanh thọ giả thị. Trong đời này họ hưởng thụ đó là trong đời quá khứ tu đại phước báo, cho nên họ hiện nay hưởng phước. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Họ đời này làm việc ác như vậy, đại ác, quả báo chưa có hiện tiền. Quả báo là ở đời sau. Cho nên người thế gian hiện nay rất nhiều người chẳng tin nhân quả báo ứng. Xem kìa, hình như không đúng. Anh xem người thiện làm việc tốt mà họ đáng thương như vậy, nghèo khó như vậy, chẳng có hảo báo, còn những kẻ kia làm ác lại đại phú đại quý. Diệu võ dương oai, hình như nhà Phật nói về nhân quả báo ứng là giả, chẳng phải thật tại. Họ chẳng biết được nhân quả, quả báo là ba đời đấy. Họ chẳng biết được đạo lý này. Thế vì ác, phước đức tận diệt. Phước báo ấy của họ, phước báo của đời trước tu đó, bởi vì đời này làm ác, phước báo của họ hưởng hết sạch, dư phước đều chẳng còn. Phước báo đó hưởng hết rồi, thọ mạng chung tận, trừ ác nhiễm quy. Đến khi thọ mạng của họ hết rồi, phước báo hưởng hết rồi, nghiệp lực của ác hiện tiền rồi, thì đọa lạc. Lúc đó thì khổ chẳng thể nói nữa, trừ ác nhiễu quy. Họ là quyết định chẳng thể miễn trừ được. Hữu kỳ danh tịch, tên tuổi của họ, những sự tích của họ, tội tích của sự tạo tác những điều ác này, tội nghiệp chồng chất, ký tại thần minh, ương cửu khiên dẫn, vô tùng xả ly. Họ là quyết định chẳng thể thoát ly. Quả báo họ nhất định phải nhận chịu. Đảng đắc tiền hành, nhập vô hỏa hạch. Hỏa hạch tức là chúng ta gọi là đỉnh dầu,
Trong địa ngục có đỉnh dầu, chảo dầu. Nhập vào cái đỉnh này, thân tâm tồi tói, thần hình khổ cực, đường tư chi thời hồi phục hà cấp. Đến trong địa ngục để thọ báo này, núi đào, cây kiếm, đỉnh dầu, thọ những thứ khổ báo, lúc đó hối hận cũng chẳng kịp nữa. Hôm nay thì giờ đã đến.